chặt cái bản kinh xem cách 24 giờ. Quay 110 độ đầy sang chảnh của bài cơ bạn trẻ đam mê xe cộ. Có vẻ ngoài gần như là nguyên bản và chiếc Honda Way 110 vẫn hút người xem khi được trang bị bộ cánh bạc lừng danh bắt mắt, cùng với đó là một loạt đồ chơi phụ tùng thay thế vô cùng ấn tượng. Way 110 độ đầy sang chảnh của một bạn trẻ đam mê xe cộ. Nổi tiếng trong giới chơi xe nhiều năm trước nhờ vào cái độ trâu bò của cục máy cũng như kiểu dáng dễ làm hài lòng nhiều lứa tuổi. Dù đã qua nhiều năm tháng nhưng chiếc Way 110 vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng người chơi xe Việt Nam. Cái đồng hồ Casio AX2N được xe độ chế thêm, tăng thêm cái sự hiện đại. Góc nhìn nghệ thuật ở dàn chân trước xe, cái được trang bị theo dầu kiểu Rainbow, chơi dầu kiểu Gaffer, đĩa Gaffer 220mm và được cố định ốc roti. Góc nhìn nghệ thuật với cái đùm trước được quay là quá đẹp, cùng với cái logo Rainbow màu đỏ. Cần số 2 chiều cassette đang rất được các bạn trẻ chơi xe số ưa chuộng. Qua lon lửa roti sang chảnh, cái bột Colim bình dầu rời, một sản phẩm có xuất xứ từ châu Âu, khoe dáng cùng người bạn thân khác của hãng sản xuất, và chiếc xế đen khoe dáng dưới gầm cầu. Way Alpha độ trắng không tì vết của Baker Sài Gòn. Cái mẫu xe số phổ thông Honda Way Alpha thường được sử dụng như một phương tiện di chuyển bình thường và ít được độ chế hơn những dòng xe khác sau này. Tuy nhiên, ở bất kỳ thế nào, Way Alpha cũng đều sở hữu cái kiểu dáng là khá thao hấp dẫn. Way Alpha độ trắng không tì vết của Baker Sài Gòn vẫn giữ cho mình cái dàn lông trắng là không tì vết. Ở cái dàn chân chủ xe được nâng cấp lên, một loạt những đồ chơi là khá ấn tượng mắt, giúp chiếc xe trở nên cứng cáp đẹp hơn. Phần đầu xế độ khá nhiều đồ chơi như ốp đầu phu chờ, đồng hồ điện tử, tay thắng kiểu bình dầu được CNC khắc thêm Godot Rainbow. Dàn chân trước cho ta cái sự tinh tế, cái đi nhôm Racing Boy kết hợp cùng với cam vàng. Nhìn gần hơn cho ta thấy được cái heo vật của Rainbow, logo nhỏ hay biết tới xứng, kết hợp cùng dây dầu Morin xanh đè và đĩa kiểu lồng vàng đầy sang chảnh. Cái độ nhún nhảy phía sau được gia cố bằng cái phục Racing Boy là khá cơ bắp. Cảm ơn bạn hẹn gặp này, để kế tiếp nhớ like, subscribe.